Tất cả thấy rồi đúng không? Bây giờ mình làm trước cái phần này này. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái môi trường khác, là môi trường mình sẽ xuất bản vẽ cho cái chi tiết này. Thế là mình sẽ đưa lại nó giống vậy. Được chưa? Mình đưa lại cái hình nó giống vậy. Nha. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ thiết lập cái này nó như thế nào? Trước tiên này là các bạn chuyển qua cái tab application cho thầy này, chuyển qua đây. Được chưa? Thấy chưa? Thế này được không? Bạn tích vào cái mục wrapping cho thầy. Tích một mục wrapping cho thầy. Được chưa? Wrapping này. Đó. Rồi như vậy thì đây là môi trường mà chúng ta nó sẽ chuyển qua môi trường xuất bản vẽ cho mình. Đúng không? Rồi, nó sẽ tích hợp vào trong đây luôn. Đầu tiên bạn sẽ tích vào vị trí của new sheet này. Được chưa nào? Để tạo ra một cái new blank sheet mới này. Tạo đây. Rồi khi bạn tích vào new sheet thì nó sẽ xuất hiện đến ba cái lựa chọn. Một là user template. Hai là standard. Ba là custom size. Thì cái này để chúng ta chọn cái khổ giấy của mình. Được chưa? Chúng ta chọn cái khổ giấy của mình. Ở đây mình sẽ sử dụng cái template của phần mềm. Nó sẽ có bắt đầu từ A0, A1, A2 và A3. Được chưa? A4. À. Rồi bây giờ giả sử như mình sẽ chọn khổ giấy này là khổ giấy A4. Thì mình click vào đây. Mình chọn OK. Đấy. Thì mình click vào đây. Mình chọn OK. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái populate develop. Để làm gì? Để mình đánh cái tên của các cái người vẽ, người kiểm tra ha. Đó, người vẽ và người và những cái là chúng ta được cung cấp bởi ai. Ví dụ như là cái first insure mình đánh vào đây. Ví dụ như mình đánh chỉ chỗ chỗ này là khoa cơ khí chẳng hạn là được cung cấp cái này. Đúng không? Rồi, mình enter nó cái người vẽ bởi ai, ví dụ Nguyễn Văn A chẳng hạn. À, rồi, ví dụ như là người kiểm tra bởi ai? Ví dụ thầy chẳng hạn. À, rồi và được người chấp nhận bởi ai? Rồi. Được chưa? Đó là mình đánh tên cho cái khung tên và khung bản vẽ đúng không? À, thì nó xuất hiện cái populative block. Nếu mà chúng ta muốn sửa chỗ này thì chúng ta tích sang cái wrap tool và chúng ta thấy cái populative block nó này nằm chỗ này, click ở đây và mình có thể sửa lại. Đó là cái thứ nhất. Rồi, cái thứ hai thì trong mỗi khung tên trong mỗi cái bản vẽ thì chúng ta đều có khung tên và khung bản vẽ trước. Thì trước khi mà chúng ta xuất khung tên và khung bản vẽ thì giống như trong phần mềm AutoCAD là chúng ta đều phải thiết lập lại cái khung tên. À, thiết lập lại cái bản vẽ cho nó. À, thiết lập lại cái khung kích thước là khung viền, cái viền và cái khung tên cho nó nha. Thì trong phần mềm này ấy, thì chúng ta phải làm nó hơi cực một chút, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải bắt buộc thì chúng ta phải làm cái thiết lập trước. À, trước khi chúng ta xuất bản vẽ thì chúng ta thiết lập khung tên, khung bản vẽ, chúng ta thiết lập đường nét, các cái kích thước về ghi kích thước, con số kích thước và các cái kiểu ghi kích thước là chúng ta đều phải thiết lập hết nha. Rồi thứ nhất này là mình nhìn thấy cái biểu tượng chỗ này trước đi. Và cái biểu tượng ở đây này nó chính là biểu tượng cho hướng chiếu. Thì hướng chiếu góc nhìn ở đây đang là góc nhìn hình chiếu thứ ba. À, cái này là bạn học về kỹ thuật rồi. Góc nhìn hình chiếu thứ nhất, hình chiếu thứ ba thì nó có sự khác nhau. Đúng không nào? Thì cái này đang là hình chiếu nhìn hình chiếu thứ ba thế này này. Trong cái kiến thức về kỹ thuật thì thầy không có giải thích nữa. Tuy nhiên Việt Nam của mình là sử dụng theo cái nhìn hình chiếu thứ nhất chứ mình không sử dụng theo nhìn hình chiếu thứ ba nha. Mình ít sử dụng hình chiếu thứ ba và chủ yếu là tiêu chuẩn của Việt Nam là theo hình chiếu thứ nhất. Rồi bây giờ để đổi cái này trước là mình click lại vào đây. Mình chọn Edit, Edit Sheet. Rồi, và đây mình chuyển đến hướng chiếu sang hướng chiếu có nhìn hình chiếu thứ nhất trước đi đã. Được chưa? OK. Và thậm chí trong này mình có thể mình đổi lại cái khổ giấy cho mình, ví dụ không phải là A4 mình đổi A3 nha. Ví dụ mình có thể đặt tên cho nó. Ví dụ như là ở đây là mình đặt tên cho nó là cái ống nối chẳng hạn, ví dụ vậy. Đây. Đấy, thì từ ống nối nó sẽ xuất hiện ở đây, phải không nào? Ống nối và ống nối xuất hiện ở đây. Cái này là nó đi theo tên của cái này này. Đây cái này. Đi theo tên của cái này.
Đấy, còn cái này là mình đặt này, được chưa? Rồi trước tiên là mình sẽ thiết lập khung tên và khung bản vẽ trước. Thì trước tiên là mình sẽ vào chuyển qua Drafting Tool. Thì trong này có border này, border and zone hẳn này. Border là cái này. Border là cái này. Toàn bộ này được gọi là border. Click vào đây, click border. Rồi mình click vào đây, mình chọn border. Thì thứ nhất này, mình cái đây là cái phương pháp hiển thị theo tiêu chuẩn theo người người dùng, được chưa? Thì thứ nhất là mình theo tiêu chuẩn trước đã. Thứ hai nữa, trong này là create border, nếu mình bỏ cái dấu tích này đi thì cái border nó sẽ mất, chưa? Click vào đây lại nó sẽ còn. Và cái bề rộng cho border này nó là bằng 5. 5 tính là khoảng cách từ đây đến đây. Bây giờ giả sử mình sử dụng là cái centering and orientation, tức là đánh dấu cho các điểm này, thì ở đây nó đang là left arrow và bottom arrow, thì nó là cái này, cái này, cái này, cái này và cái này đó nha. Và nhớ rằng là đây là cái kiểu cho nhìn hình chiếu thứ nhất nha, phải chú ý cái này. Rồi bây giờ nó đang là left around thì thầy thì hay bỏ cái này để chọn năn, nếu mình chọn năn, chọn năn thì hãy bỏ cái này đi nha, để nó không dối. Ok, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba xuống này là create trimming mask, là đây, đây nó là cái này. Giờ nếu mình bỏ dấu tích này đi thì nó sẽ mất. Trong này mình lấy cái bạn chỉ việc click vào đây thì bạn sẽ thấy nó là cái gì, đúng không? Đó, đó. Là bật ra đi. Bây giờ nó xác định là bốn cái góc giấy mà, phải không các bạn? Đó, bỏ nó đi. Rồi trong này là vùng zone, zone nào là vùng zone? Này là vùng zone này, tất cả vùng này là vùng zone này, nha. Vùng này là vùng zone này. Đây là grid level, grid marking này. Marking là cái này. Label là cái này. Được chưa? Còn vùng này là horizontal và vertical. Này nó đang mặc định là 50-50. Mình hoàn toàn có thể thay đổi nó. Ví dụ chỗ này mình lên là 70-70. Ví dụ vậy. À, ok. Thì các chữ cái và các con số ở đây nó sẽ thay đổi. Thấy chưa? Chữ cái sẽ ít lại. Và con số cũng ít lại. Được chưa? Đó. Còn mình mà không muốn bỏ thì mình bỏ chỗ này đi. Không muốn thiết lập mình bỏ chỗ này đi. Thì nó ra cái khổ giấy giống như trong AutoCAD mà các thầy hay dạy các bạn ấy. Rồi tiếp này, đến phần này á, là chúng ta có cái phần là căn lề, thì thằng này nó đang mặc định là 5, đây đây này, cái đường gạch gạch này này thì nó chính là cái khổ giấy của mình nhá. Gạch gạch này chính là cái tờ giấy của mình. Còn này là cách vào đây một đoạn bằng 5, không mà mình thấy chỗ led này này, led đây là để cho người ta gì, người ta đóng tập, thì do đó người ta cách vào đây một đoạn là 10-15 đó, được chưa? Đó. Rồi, đấy có mấy cái thiết lập như vậy. Thì ở phía dưới này nữa, nó có một cái phần nữa là phần setting. Thì bạn click vào setting này cho thầy. Click vào đây. Trong click setting này là để chúng ta chọn gì? Chúng ta sẽ thiết lập lại cho cái border display. Ở đây cái vùng này này, cái vùng này này, inner line là thằng này. Chúng ta sẽ chọn đậm xuống, à nhạt xuống 0.5. Còn outer line là cái này nha. Đối với cổ giấy A34 thì chúng ta chọn nhạt nó lại, bởi vì in ra nó rất là đậm. Được chưa? Và thứ hai nữa là vùng zone. Vùng zone là vùng này, đúng không? Là vùng này. Đây là chúng ta đang thiết lập cho cái đường này. Chúng ta cũng chọn lại nó 0.25. Và kiểu chữ của nó là đây. Là top left. Ok. Apply. Ok. Được chưa? Đấy. Còn cái này. Cái này là cái khung tên tiêu chuẩn của phần mềm. Phải không nào? Khung tên tiêu chuẩn của phần mềm. Mình có thể sử dụng luôn cái khung tên này, nhưng ở đây mình sẽ phải thiết lập lại đường nét cho nó một chút nha, bằng cách chúng ta vào home, chúng ta vào trong vị trí của layer trong cái phần này, layer, mình xem cái phần layer. Layer đây, trong cái tab view thì nó có phần layer trong này, thì mình sẽ click vào layer setting. Layer này quen không, quen không, giống như trong AutoCAD, đúng không? Thì tất cả những layer đây nó đang làm là layer số 1. Thì mình click mình xuống đây mình sẽ thấy nha, mình xuống đây mình thấy nó có hai dạng layer, chính là 256 và 61 và cái số 1. Thì cái số 1 này nó đang hiển thị ở đây, tức là có layer mà đang làm việc ấy. Thì trong này cái 256 là cái quản lý cái này, 256 là cái quản lý cái này. Thì thứ nhất là bạn bỏ dấu tích này đi. Đó, nếu bạn bỏ dấu tích này đi nó sẽ mất. Sau đó bạn tích lại cho thầy cái thằng này lên, nhưng cái này nó không tích vào nhá, không tích vào, không tích vào, để cho mình sửa. Ok, rồi bây giờ mình cho mình sửa cái này, được chưa?
Sửa cái này ấy, thì bạn kích chuột phải vào đây. À, bạn chọn Edit Define. Đó, bạn chọn Edit Define cho thầy. Và sau đó bạn chọn cho thầy cái phần Edit Table. Thì cái phần này là cho phép bạn sửa các cái mục ở đây. Nhá, cho phép bạn sửa các cái mục ở đây. Được chưa? Cho phép bạn sửa các cái mục ở đây. Đó, ví dụ như ở này là thầy sửa này, thì click vào đây thì sửa ở đây. Sửa vào đây. À, nhá, thì sửa đó. Đó, sửa rồi đó. Đấy, thì sửa vào đây. Ví dụ thầy không muốn sửa cái này thì đề ở đây là khoa cơ khí chẳng hạn, ví dụ như là trường trước đi. À, rồi, mình đề là khoa cơ khí chẳng hạn. À, nha, dưới đây mình đề ví dụ như là lớp chẳng hạn, đúng không? Ở đây mình cái này thôi là đủ rồi nha, nào đấy. Và mình có thể in đậm cho nó, ok đấy, thì nó sẽ xuất hiện ở đây cho mình nha, in đậm xuất hiện ở đây cho mình đó. Thì đây chính là giống như mình thay đổi một cái tên cho nó, bất kỳ một ô nào mình muốn, đúng không nào? À, thấy chưa, cái đúp vào và bất kỳ ô nào mà mình có thể thấy thay đổi mình tên. Thì đấy là chúng ta thiết lập cho cái những cái ô trong này. Tuy nhiên cái này là mình sẽ chủ yếu là mình sẽ để nguyên cái của nó, mình không thay đổi của nó. Cái thay đổi của nó chính là mình kích chuột phải, mình chọn đây, mình chọn cái phần cho thầy, cho phần setting cho thầy. Cái này để làm gì? Cái này để cho chúng ta thiết lập cái đường nét cho nó nha, đi vào đây. Thiết lập đường nét cho nó nè. Đó, đây, đường nét cho nó. Đường nét trong các ô nằm đây, mình thì xem cái đường nét này nó nằm ở đâu nha, đường nét này này, click vào đây. Rồi, sau đó mình chọn cả vùng này. À, mình chọn cả vào vùng này đây, chỉ vào đây. Mình kích vào đây. Setting này. Đấy. Thì trong setting này mình có một cái ô để cho cái phần common đầu ấy nha, để thằng này để cho mình xác định này, thứ nhất là bottom right là vị trí, bottom right là mình cái chỗ này, thứ hai là vị trí location là nằm led, led là cái cho cái chữ này, và spacing là bằng 6 cho các khoảng cách từ đây đến đây, được chưa? Thì đây là thiết lập cái format cho nó, và chiều cao này, chiều cao tổng nha. Nhưng ở đây còn một cái setting số 2, lấy khi cái chuột trái vào thì chúng ta là cell setting. Thì trong ô này là cho phép mình kéo xuống, mình chọn lại cái border này để cho nó bằng cái border ở phía bên trong, bằng cái này là 0.35, giống lúc nãy mình để là 0.5 thì mình để lại đây chỗ này là 0.5, để hai đường này bằng nhau, bằng nhau. Nhưng nếu không in ra thì cái này nó sẽ đậm hơn cả cái đường này rồi, lâu hơn một cái. Tương tự cái này, chỉ vào đây, kích vào đây, và mình lại chọn xuống 0.5, được chưa? Ok. À, như vậy là mình thiết lập cho hai cái này nó bằng nhau trước cái đã, đúng không? Và tương tự như vậy nha. Tương tự như vậy. Cái này mình có thể giảm xuống. Được chưa? Khi mà làm xong rồi thì mình finish nó một cái. Rồi, ok nó một cái. Rồi, và ở đây là mình sẽ trở lại layer setting và tích lại ô này để nó lúc nó lại, nó khóa nó lại. Lúc nó lại. Đấy, và như vậy chúng ta bây giờ chúng ta sẽ không sửa nữa. Chủ yếu là đường nét hai cái này nhá, chủ yếu là đường nét hai cái này. Rồi, như vậy là xong cái phần khung tên cho khung bản vẽ, thì lấy luôn cái khung bản vẽ cho của phần mềm. Tiếp đến mình sẽ vào file để mình vào preference và mình vào drafting. Để làm gì? Để mình thiết lập cái kiểu ghi kích thước nha. Thứ nhất, khi mình click vào, mình sẽ thấy trong này là rectangle. Rectangle này nó là chữ chung cho toàn bộ bản vẽ. Được chưa? Thì ở đây mình chọn với khổ giấy này, mình chọn kiểu chữ nó bằng 3 thôi. Đấy là chiều cao của chữ. Hệ số khe hở, bạn có thể chỉ vào đây, bạn sẽ thấy. Nha.
hệ số tiêu độ tiêu chuẩn này, bạn chỉ xem bạn sẽ biết nó là cái gì. Chỉ ở đây nói chung tất cả những cái này chủ yếu là thiết lập về chiều cao, còn các cái này là để nguyên nha, các cái này là chúng ta để nguyên. Thứ hai là chúng ta có mũi tên và đường gióng, thì mũi tên và đường gióng tiêu chuẩn Việt Nam thì chúng ta chọn cái open round và chúng ta giảm bằng này xuống 0.25, được chưa? 0.25 nha, 0.25. rồi tương tự như vậy, trong này này cái này là đầu mũi tên. Cái thứ hai là đường mũi tên, đúng không nào? Đường kích thước ấy đó, đường kích thước thì chúng ta cũng giảm cái thầy cái stop này xuống này, đây này, để chúng ta ghi đường kính, rồi là chúng ta ghi các ghi chú bán kính thì nó nhỏ lại bằng 2 thôi, được chưa? Tương tự như vậy, chúng ta sang cái thứ ba là extension line, cái này là đường gióng nhé, còn cái này là đường kích thước, thì cái chỗ này bạn giữ nguyên là 0.25. chỗ này bạn đánh cái khe hở chỗ này cho thầy cho nó nhỏ xuống, à cho nó tăng lên, khe hở giữa cái đường gióng và cái đường bao của chi tiết thì bạn tăng nó lên một đó, được chưa? À, nhớ nha, đó là những cái thiết lập cho cái cung tên, cho cái đường kích thước. Phía dưới chỗ này, chúng ta xuống phía dưới chỗ này, đây là các tiêu chuẩn cho nó và các ký tự symbol, thì cái này giảm nó xuống 0.25. như vậy là chúng ta có cái phần đầu tiên. Cái thứ hai là mình sẽ thiết lập cái dimension này. Trong dimension này là chúng ta có thiết lập tọa độ, thì cái này chúng ta không có thay đổi dung size, đúng không nào? Chúng ta không có thay đổi, được chưa? Rồi các cái con số đua job này ha, thì chúng ta cũng giữ nguyên cho nó, không cần phải thay đổi cái thằng này nhiều. Chủ yếu chúng ta thay đổi chỗ này chính là cái ô text. À, ô text ở chỗ này là chúng ta chọn cái orientation, tức là hướng quay và vị trí chúng ta đặt, thì cái này chúng ta chọn là text over dimension, tức là nằm trên đường gióng, nằm trên đường kích thước. Đây là con số kích thước nha, đây là con số, chúng ta cũng chọn cái này là text over dimension line, và chúng ta cũng chọn cái này là text about stop, vị trí nằm ở phía trên. Rồi trong này là format, giữ nguyên cái này, cho các ghi chú thì mình bỏ để nguyên cái thằng này xuống, để cho nó bằng 3, bằng cái con số kia, và các bạn giảm cho thầy này cái text graph này, à, cái text graph factor này này, đó là con số này thì bạn giảm cho thầy xuống 0.5 thôi, giảm cho nó xuống, còn lại tất cả các hệ số này chúng ta giữ nguyên. Dimension tương tự như vậy nha, dimension tương tự như vậy, và con số dung size, hai con số này có thể để giống nhau, và một con số nữa là con số dung size. Con số dung size thì để sửa cái thằng, nó có thêm một cái hệ số là text graph factor này này, thì cái này bạn phải sửa, vì đây là dung size trên và dung size dưới, thì để sửa cái này bạn phải bỏ dấu tích này đi. Rồi con này mình chỉ đem bằng 0.75 thôi, hoặc là 0.5 cho nó 0.75 thôi, được chưa? 2 được chưa? Giảm nó xuống, và con số này mình cũng để nó là 0.5 cho thầy. Còn lại cả hệ số này chúng ta giữ nguyên nha, hệ số này chúng ta giữ nguyên đấy nha. Rồi đấy, chúng ta kéo xuống phía dưới, chúng ta có cái thiết lập thứ ba là thiết lập cho các annotation, các ký chú, thì trong này chúng ta có đánh số chi tiết và dung size, thì chúng ta chọn tất cả các đánh số chi tiết là 0.25, và chúng ta nhớ là chúng ta apply to all annotation, chúng ta click vào đây. Nếu chúng ta chọn cái này thì tất cả những thiết lập ở đây đều có kích thước giống này. Apply. Đấy, ba lần này. Thấy chưa? À, ba lần này chúng ta cũng chọn chỗ này là slider slot, và giảm con này xuống bằng 10 thôi. Đánh theo kiểu đường tròn, chia đường tròn, rồi mũi tên xuống, mũi tên lên hình chữ nhật ha. Rồi mình chọn cái kiểu đường tròn. Rồi, tương tự độ nhám bề mặt, ký hiệu mũi hàng, các cái điểm tiếp, các điểm tiếp tiến mục tiêu, các cái điểm giao và các cái mặt cắt. Mặt cắt này thì cũng giảm nó xuống 0.25. Tương tự đường centerline, đường tâm thì chúng ta để 0.25 cũng được nhé. Ok, đó là các annotation. Thứ hai là các ký tự, cái thứ tư là cái symbol, thì cái này thì mình giữ nguyên không có vấn đề gì cả. Cái này là table. Table trong này thì mình sẽ cũng sẽ thiết lập cho cái ô table này, khi mình tạo ra mình cũng chọn table là 0.5 cho nó bằng cái đường gióng này, bằng cái đường gióng này nhé. À, bằng cái đường đường
đường đường đường bao nhé, và đường viền của cái bản vẽ. Mình chọn cái này là Boston Drive. Tương tự mình có cái bạc clip thì cái này thầy sẽ nói sau. Cái này là dành cho bản vẽ lắp, cái này là dùng dành cho cái bảng lỗ thì mình sẽ nói sau cái thằng này. Rồi tiếp, sau khi thay bồ xong đến drawing general thì cái này giữ nguyên. Drawing format cái này giữ nguyên, không có vấn đề gì cả. Thì trong cái border đây đây trong này này có cái thiết lập về cái border này ha, border margin này, thì cái này chúng ta cũng để nguyên đó. Rồi thứ ba nữa là chúng ta có cái drawing view. Trong cái drawing view này này chúng là chúng ta thiết lập cho đường nét nhá, workflow. Workflow là cái border, là hiển thị cái border này. Lát nữa đôi hình ra thì sẽ nói nó sau. Trong này chúng ta có thiết lập là các cái dự của góc nhá, thiết lập chung này, thiết lập chung này, thiết lập cấu hình này, thiết lập chung này, thiết lập về góc này và thiết lập về đường. Đường này là đường thấy thì chúng ta tất cả chúng ta giảm xuống 0.5 cho thầy bằng đường này. Thứ hai là đường nét đứt. Đường nét đứt hay là đường ẩn ấy thì chúng ta chọn chỗ này là dasher và chúng ta chọn này là 0.20 lòng hoặc là 0.18. Và bạn lưu ý cho thầy là tất cả các cái nét đứt ấy, các cái nét mảnh thì chúng ta lấy từ 0.313 cho đến 0.25, còn lại 0.35 cho đến 0.7 thì chúng ta hay dùng cho bản vẽ của mình. Nha, còn 1 với 1.4 là rất là đậm. Được chưa? Ví dụ đây thì thầy lấy cho cái nét mảnh này nó chỉ là 0.18 thôi, ví dụ vậy nhá. Ví dụ vậy. Rồi, các cái đường giao thì mình cũng chọn cho nó xuống bằng các đường chay line, các đường second nha, thì cái này giữ nguyên, không có vấn đề gì cả. Và một cái nữa là đường smooth, đường cho các cạnh mà chúng ta sử dụng lệnh fillet ấy cũng giảm nó xuống. Được chưa? Đó, đấy là kiểu đường nét. Thứ ba, phía dưới này là drawing view. Drawing view chính là thằng này, drawing view. Drawing view là chúng ta chúng ta drawing view chúng ta mới nói rồi, drawing format. Drawing view. Drawing view. Rồi phía dưới này trong cái phần đờ này, drawing view này nó có một cái phần base view. Base view cái này là base view này. Đây này. Base view. Là thiết lập cho hình chiếu cơ sở. Base view. Đấy. Trong các cái này gần như là nó đã chuẩn rồi, project view nó là chuẩn hết rồi, thì chúng ta chỉ có thiết lập một cái là đường section, mà đường section line chủ yếu là đường section line. Đường section line thì chúng ta cũng giảm chỗ này xuống 0.25 đường mặt cắt này. Đây này, section view này, dành cho section line này ha, các cái đường section line đó nha. Đi theo này thì cái này chúng ta cũng giảm xuống hình trích, đường cắt, đường cắt nha, đó đường cắt nha. Rồi các đường đoạn trục này ha, các đường mà chúng ta dành cho những cái chi tiết trục mà nó lơ vượt quá cái cổ giấy của mình thì mình chọn theo cái break line này ha. Đấy, được chưa? Vài cái thiết lập trước khi mà chúng ta xuất bản vẽ. Được chưa? Rồi đến đây là mình apply nó cái, apply cho nó cái và ok. Nhớ là lưu cùng nó. Đó, lưu cùng lại. Rồi thì cái này trong drawing nó nằm ở đây nhé, còn chi tiết của mình nằm như này, tức là hai cái này tích hợp vô luôn đi, vô luôn. Mình muốn chuyển đổi mô hình thì mình tích vào application, chuyển vào modeling thì nó sẽ trở lại môi trường này. Đấy, và mình tích application thì mình sẽ chuyển sang drafting, thiết lập cho nó. Thì bây giờ các bạn làm cái đến cái bước này trước khi mà chúng ta xuất hình chiếu ra nhá, trước khi chúng ta xuất hình chiếu ra. Đấy. Và thôi thì thầy cũng nói luôn, bây giờ để mình lôi hình chiếu ra luôn để cho đỡ mất công, thì mình tích vào vị trí của base view này. Đấy thì nó ra luôn cái hình đó này. Thứ nhất này, mình sẽ chọn trong ô này là vị trí chúng ta đặt rồi nhé. Dưới này là chúng ta chọn các hình chiếu này, như là tỷ lệ trước này, hình chiếu này, run này, top này, run này, rồi right này, đó, rồi back này, chưa, và isometric này. Thì cái này chúng ta chọn lại tỷ lệ nhỏ xuống, được chưa? Đấy, chúng ta chọn tỷ lệ nhỏ xuống. Đấy, với khổ giấy A3 mà chúng ta chọn tỷ lệ này nó là còn lớn, đúng không? Mình muốn chọn một tỷ lệ tùy thì mình kích vào radio,
ratio, ví dụ mình chọn tỷ lệ xuống 1.3 thì nó sẽ nhỏ xuống. Được chưa? Ví dụ như là mình chọn chỗ này là front trước. Đó, front là bây giờ nó là cái này. Hoặc là gì? Chúng ta chọn này là right, là cái này. Hoặc chúng ta chọn này, chỗ này là back. Hoặc chúng ta chọn chỗ này là bottom. Đó. Ví dụ cái này mình chọn front thì mình đặt ở đây, theo hình chiếu mình đặt đây. Đặt đây. Và sau đó mình kéo này ra đây một cái. Đó, mình kéo này ra đây một cái. Thì chúng ta có được hai hình chiếu. Và ở đây này, nó xuất hiện cái hệ tọa độ này bắt buộc mình phải ẩn nó đi. Ẩn nó đi bằng cái show and hide. Và chúng ta ẩn cái đó đi. Này, hệ tọa độ này, ẩn nó đi. Được chưa? Ẩn điểm đi. Được chưa? Đó, click. Click vào đây, chọn update. Update. Được chưa? Bây giờ muốn lấy hình chiếu bằng. Click vào đây. Đây ở dưới, Project View. Sau đó, Select View. Chỉ vào đây. Và kéo nó xuống. Thì chúng ta có hình chiếu. Chiếu bằng. Được chưa? Rồi chúng ta muốn lấy hình chiếu trục đo. Kích vào Base View. Chọn này là Isometric. Rồi. Và chúng ta chọn lại tỷ lệ. Một tỷ lệ. Ví dụ tỷ lệ 1:3. Lớn quá. Chọn tỷ lệ 1:4. À, được chưa? Muốn click chọn thằng này, click vào đây. Và chúng ta muốn bỏ hình chiếu trục đo để bỏ đường khuất đi. Thì chúng ta click vào visible và chúng hide and line và chúng ta bỏ thằng này đi là nó sẽ mất. À, xin lỗi, đây. Đây, invisible. Chưa? Đấy. Đấy. Như vậy thằng này nó chính là cái border mà thầy nói ở đây, cái này này. Cái này nó chính là cái border này, border mà thầy nói này, đây. Different drafting và cái border đây, đây chính là cái range view và border đây. Nếu mình tắt cái chỗ này đi thì nó sẽ mất. Được chưa? Đấy, ví dụ như trên cái hình này mình không cần đường nét khuất thì click đúc vào nó và mình chọn cái đường hide and line và mình chọn thằng này là invisible, tức là không hiển thị lên. Được chưa? Đấy, mình không cần đường này là đường nét khuất. Click vào đây, chọn vào visible à hai đường line, chọn này. Đấy. Được chưa? Thì cái này nó gần giống như cái bài của mình rồi, đúng không? Đây, giống cái bài này. Thấy không? 3 trong 2 hình à 3 trong 4 hình thì mình đã thực hiện được. Đấy, thì tạm thời đến đây cái đã, vì cái việc thiết lập này và xuất bản vẽ này chúng ta phải làm rất từ từ thì chúng ta mới nhớ được hết. Ha. À, chưa các bạn. Ở đây thì thầy dừng ở đây cái đã nhá, để cho các bạn nhìn. À, bạn nhìn, bạn quan sát và bạn thực hiện lại để nhớ cái đã. Rồi. Các bạn nào cần hỏi gì thầy không? Các bạn nào hỏi gì không? Đến cái phần thiết lập này là nó sẽ có rất là nhiều. Báo nào, nó sẽ có rất là nhiều. Thì do đó bắt buộc chúng ta phải làm từng giai đoạn một thì chúng ta mới nhớ được. Rồi bây giờ thì dừng cái đoạn video này lại.